Cái đập lâu có 4 cây. Mua phần đây, cái nhỏ đây. Ở vài ra, cái hán thịt hán của chỗ không có chất bàn. Ừ, dập lấy bàn này nè. Mình lên từ đây như vậy. Mình chia sẻ lên đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.